Ngài muốn tìm cái phương pháp cứu độ chúng sanh, thì Ngài quán chiếu, Ngài rất nhiều đạo đó bây giờ họ cũng nói là mình đau khổ là vì cái thân này nè, cái thân này nó tham ăn nè, tham uống nè, tham tình, tham đủ thứ hết đó, cho nên khổ. Bây giờ muốn hết khổ mình phải dập nó, cho nên Ngài mới ăn mỗi mồi một hột mè, ăn tới xương tiều tụy, cuối cùng cũng không tìm được ra. Thì một cái bữa sáng nọ, Ngài ở trên cái đỉnh mà Dungiri đó, Ngài tĩnh tâm, Ngài thấy ở dưới một cái ban nhạc, vào cái đêm trăng tròn, cái ban nhạc đó người thợ đờn lên cái đờn thắng, đứt, dùng nó không kêu. Thì mà lên một cái dây đờn đều đặn á, Ngài nghe tiếng nhạc ấy nói, à như vậy là ta đi sai. Cái thân này là nguồn gốc của tội lỗi, nhưng mà cũng nguồn gốc của hạnh phúc. Cũng giống như mà mình chưa qua được cái sông đó thì mình đừng có đập cái chiếc ghe này đi. Cho nên Ngài mới ăn uống trở lại bình thường, Ngài mới đắc đạo. Quý vị thấy tuyệt vời chưa? Tuyệt vời, tuyệt vời. Đến giờ phút này chưa thấy quyển sách nào viết. Bây giờ đề nghị Thầy Thường Xuân phải viết cái quyển sách này. Thế giới hiện nay đau khổ là vì thế giới đang đi con đường, nhiều con đường sai, nhưng mà không dám nói mình sai. Kể cả những người lãnh đạo Phật giáo, mà mấy ông mà lãnh đạo thế giới, Thầy cũng nói vậy, mình sai, mình dám nói mình sai. Cho nên đó, quý vị Thầy phục ông Phật vô cùng. Đó quý vị thấy bây giờ có những cái vị mà đi tu mấy năm nữa, rồi cái về cái nói mình chứng đạo, mà nhìn vô ngắt mùa hiu, mà hàng ngàn đệ tử đi theo, nhìn đệ tử nào mặt cũng mùa hiu đó, tu cái kiểu này làm sao mà đắc đạo, tổ quả nhập ma. Quý vị thấy không, thế giới hiện nay, ngay những người lãnh đạo thế giới, Thầy nói ở trong Hiệu Quốc cũng này đó, chúng ta sai mình dám nói mình sai. Đó, thành ra ngày hôm nay tôi chia sẻ với quý vị nãy giờ cái mật pháp, bây giờ rõ chưa? Khi mình sai, mình dám nói mình sai. Quý vị, mình phải đi gặp bác sĩ, mình phải khai thật mình bệnh cái gì để bác sĩ biết người ta chữa. Có nhiều người có những cái bệnh nan y không có nói sự thật, che giấu, thì làm sao uống thuốc. Cho nên tôi nói quý vị, thật là chúng ta may mắn gặp được một bậc thầy vô cùng thành thật. Cho nên Ngài mới cống hiến tìm một cái con đường tuyệt vời, wonderful way. Mà thế giới hiện nay tôi nói rằng đau khổ là vì người ta bưng bít sự thật. Bưng bít sự thật. Đây là một cái mà cũng như hiện nay cái khí hậu thế giới này bị đảo lộn là vì con người không dám nhận sự thật, là chính con người phá hủy môi sinh. Đó. Cho nên cái chuyện này tôi nghĩ rằng Thầy Thượng Sưng có một cái ý tốt, thì chúng ta sẽ đào luyện những vị tăng trẻ, tăng ni trẻ, gặp những người lãnh đạo thuyết phục. Đó. Thôi bây giờ không có thời giờ nhiều, Thầy tóm tắt mấy điểm. Bây giờ mấy thầy giảng kinh nhiều, bây giờ bữa nay không có thời giờ nhiều. Tôi mong rằng cái ngày hôm nay chia sẻ những cái mật pháp đó về quý vị đắc đạo, là Thầy cũng được phước lây. Nha. Quý vị biết là Đức Phật thuyết tới 84.000 bài pháp, pháp môn thôi, pháp môn đi. Mà nếu mà chúng ta mà có thông minh, sức khỏe có tốt, có lẽ mấy trăm năm mình học cũng không hết. Cho nên có thể ngày mai mình chết, cho nên tôi muốn làm sao áp dụng một cái pháp môn nào đó. Thực hành phải có kết quả, cái này mới thích. Cũng như quý vị đi buôn, phải biết mình có lời. Còn không là phải đóng cửa sớm sớm, hồi mất vốn. Thì bây giờ tôi tóm gắt mấy điều. Quý vị có máy thu đi, rồi suy nghĩ những cái gì Thầy nói trúng thì lắng nghe rồi thực tập. Thấy mà có kết quả thì tiếp tục, còn không thì quăng vô thùng rác. Nhớ không? Sướng lắm. À, tu mà không có kết quả tu làm gì? Thì bây giờ cái number one là gì? Phổ nhiệm mong là gì? Phổ nhiệm mong là quan karma, to believe in karma. Cái điểm thứ nhất, quý vị là đệ tử Phật, muốn có an vui hạnh phúc cho mình và cho chúng sanh thì phải tin nhân quả. Người có tin nhân quả sẽ không bao giờ làm chuyện ác, mà khi mà có làm chuyện ác tức là làm chuyện tốt. Phải vậy chưa? Trong cuộc đời của chúng ta, quý vị may mắn làm bạn với người tin nhân quả, Thầy nghĩ đây là diễm phúc. Mà khi mình gặp một người bạn tin nhân quả, xin quý vị đừng bao giờ làm mất lòng người bạn đó, đừng bao giờ làm mất người bạn đó.
Vì người tin nhân quả sẽ luôn luôn giúp đỡ mình. Cần tiền họ cho mượn tiền, cần nước, cần thuốc họ cho thuốc. Có tiền hùng hạp với người tin nhân quả, họ có lời họ sẽ chia cho mình. Đồng ý chưa? À, họ không nỡ họ gạt mình. Mà thầy còn thêm câu nữa, lỡ nó có kẹt lắm á thì nó cũng gạt chút chút thôi. À, that is true. Nếu mà nó gạt 100 đồng thì nó có gạt mình, nó gạt 20 đồng mình còn 80 đồng mình sống. Còn người không tin nhân quả chuyện gì nó cũng làm được hết. Thành ra thầy đề nghị quý vị, khi mà mình gặp cái người đó không tin nhân quả là thầy trò mình lại nó 108 chạy thiệt xa. Yeah, they do everything. À, cái này thầy biết mà. Thầy đã từng gặp cái người tin không tin nhân quả đó, nó bán thầy luôn đó. Nhưng mà mai nhờ Phật đổ thôi, nó bán mất rồi. Sợ lắm quý vị ơi. Number one. À, điểm thứ hai là gì? Điểm thứ hai là tụng đọc và thực hành Maha Mangala Sutta. Quý vị đọc theo thầy coi. Maha Mangala Sutta. Maha Mangala Sutta. Chắc kiếp trước có Ấn Độ. À, phát âm hay quá. Đệ tử thầy thương sưng nữa. Maha Mangala Sutta gì? Xin thưa quý vị, không biết thầy có cái bản kinh này không? À, tôi sẽ gửi. Cái bản kinh này chưa đầy một trang giấy. Gọi là Maha Mangala Sutta. Maha là gì? Maha có nghĩa là lớn, Mangala có nghĩa là hạnh phúc, Sutta có nghĩa là kinh, hay gọi là cái kinh hạnh phúc lớn. Xin thưa quý vị, cái bản kinh này là một trong những cái bản kinh nó hay vô cùng tận. Nhưng mà tôi không biết tại sao người ta giấu, là người ta không dịch sang tiếng Việt. Cách đây mấy chục năm, khi mà thầy nghe mấy cái thầy mà Theravada, à, sao mà con nhỏ này thông minh quá, cảm ơn. À, đó, cái bản kinh này đó quý vị có bao nhiêu đây thôi. Trong này Đức Phật chỉ mình 38 cái chìa khóa vàng. Quý vị tụng đọc và thực hành bảo đảm sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà nói thật với quý vị, tới giờ phút này thầy không biết tại sao cái bản kinh này ở đây người ta cũng giấu, bên Trung Quốc người ta cũng giấu, bên Nhật Bản nó cũng giấu. Cái khi mà thầy đi qua Ấn Độ, hồi xưa mà thầy chưa có đi qua Ấn Độ đó, thầy nghe người ta tụng cái bản này thầy tưởng là cái bài thần chú. Nhưng mà sao học được cái tiếng Ấn Độ, giật mình. Wonderful. Đức Phật chỉ mình rất là rõ. Tụng đọc và thực hành, quý vị sẽ có nhiều cái chuyện không thể giải thích trong cuộc đời. Ở đây người nào muốn có bản kinh này? Rồi, một lát nữa cái bản kinh này tôi sẽ đưa cho thầy Thiện Xuân copy ra được á. Ở đây thầy in ra. Quý vị thấy không? Đây là những cái bài Đức Phật giảng tuyệt vời, tuyệt vời. Trong này Đức Phật dạy mình làm giàu nữa. Đức dạy mình sống an lạc nữa. Đó, trong này Đức Phật dạy mình cái gì? 38 điều. Trong đó một trong những điều Đức Phật dạy mình gì? Đó, thầy chứng minh cho quý vị. Đức dạy mình Asavana Ba Lai Nam. Đọc theo thầy gọi Asavana Ba Lai Nam. Tức là to keep away from the bad people. Ekatelamove Bakson. Tức là Đức Phật dạy mình tránh xa kẻ xấu ác. Mà cuộc đời chúng ta tránh xa kẻ xấu ác. Wonderful. Đồng ý chưa? Ở trong này Đức Phật dạy mình là gì? Đức Phật dạy mình gì nữa? Đức dạy mình là Banditanam Savena. Tức được thân cận bậc hiền lành. Quý vị thân cận bậc hiền lành, bây giờ không ai người ta làm hại mình. Quý vị thấy sung sướng chưa? Rồi trong này Đức Phật dạy mình gì nữa? Đức Phật mình dạy Mata Bittu. Đọc theo thầy coi. Mata Bittu. Mata Bittu là sao? Kính trọng mẹ cha. Cha mẹ hiện tại thiền như Phật tại thế. Quý vị kính trọng mẹ cha, con cái trời Phật kính trọng quý vị, con cái nó kính trọng quý. Có những người đi đâu cũng nói là Phật tử mà có cha mẹ, bỏ cha mẹ bù bô bù bắt. Cái này không có ok. Quý vị không? Đó, quý vị kính trọng mẹ cha, con cái nó kính trọng mình. Đó, thầy nói thật với quý vị, thầy thấy có nhiều người đi đâu cũng nói mình Phật tử mà cha mẹ bỏ bù bơ bù bất. Đó, mỗi lần mà có chuyện đó, đi vô mua mấy nải chuối, nó thảy ông một nải, nó xin đủ thứ hết rồi. Phật nào mà ông chứng mấy cái này. Mà mấy cái ông mà thầy không chân chánh đó, thấy nó cúng chuối nhiều cũng khoái lắm. Thấy chưa? Đây là cái bản kinh. Trong này Đức Phật dạy mình làm giàu. Đó,
thì đề nghị thầy Thiện Xuân đó có lẽ tổ chức một cái khóa tu nhân rộng cái bản kinh này. Tốn đọc và thằng anh bao nhiêu học bao nhiêu đủ rồi, không có cần mà bao nhiêu cái chục bằng cấp. Mà thầy nói quý vị, Đức Phật dạy 38 điều mà thầy thực hành có mấy điều mà thầy thấy kết quả tuyệt vời đó. Bây giờ trong này Đức Phật mà vậy, Đức Phật gọi là Kanta Nhutta, đọc theo thầy gọi Kanta Nhutta. Đức Phật dạy mình phải tri ân. Thầy á, tri ân ông sư phụ thầy có một người thôi mà bây giờ có bao nhiêu ngàn đệ tử nó tri ân thầy đó. Thầy thì không làm giàu, nhưng mà thầy khuyến khích cố vấn đệ tử làm giàu. Thế giờ bây giờ thầy đi tới đâu là không bao giờ chết đói. Quý vị thấy chưa? Kanta Nhutta này 38 điều, bữa nay không có thời giờ. Thứ nhất là gì? Tin nhân quả. Thứ hai là tụng đọc và thực hành Mangala Sutta. Là thoa và mang. Điểm thứ ba là gì? Điểm thứ ba là The peace of mind, la paix de l'esprit, sự an tĩnh của tâm hồn. Quý vị có mấy chục triệu đô la mà không an tĩnh tâm hồn cũng vất đi. Mà muốn an tĩnh tâm hồn là phải tu cho trúng. Cho nên có nhiều quý vị mà niệm Phật có niệm bao nhiêu năm đó. Bây giờ thôi, ở đây tôi không biết quý vị đây có biết Hòa Thượng Trí Tịnh không? Đó, Hòa Thượng Trí Tịnh là một con người học cao hiểu rộng, ngài rất là khiêm tốn. Ngài chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chết biết giờ biết khắc rồi, nghe có hào quang đó. Phải vậy chưa? Cái này thứ thiệt đó. Đó. Cho nên đó, bây giờ thầy mới nói quý vị niệm Phật không phải niệm Phật không. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi phải thêm câu nữa là tu phải thành thật. Tu đừng lật đật, tu đừng có trật. Kết quả. À, quý vị niệm Phật, thầy gọi Nam Mô A Di Đà Phật. Tu phải thành thật. Tu đừng lật đật. Tu đừng có trật. Sẽ kết quả. Vô lại Phật phải lại đàng hoàng. Có người vô chùa đó, gặp ông Phật nghinh nghinh, rồi lại xá ông cũng xá, xá cũng giả dối, xá mà nhìn chỗ khác. Lại Phật lại đàng hoàng. Cho nên quý vị, khi mà quý vị thành tâm sẽ có sự linh ứng. Đó. Bây giờ rõ chưa? Thứ ba là gì? Sự an tĩnh tâm hồn, thành thật phải không? Thứ tư là gì? Thứ tư là la santé rồi không? Tức là sức khỏe. Quý vị có cái thân này đó, xin quý vị thương nó chút. Có nhiều người có cái thân này mà không thương lắm. Tối ngày chứ thương tiền, thương tình, thương đủ thứ hết. Mình chết rồi mình có mang cái gì theo? Phải vậy chưa? Thành ra mỗi ngày xin quý vị có cái thân này thương nó chút. Ăn chay phải ăn đàng hoàng, ăn đầy đủ vitamin, chất bổ. Không nên tối ngày chứ đè củ cải, ăn riết con mắt trộm lơ. Đi đâu gặp cái đầu lắc lắc. Trời nóng, bận đồ mát. Đi ra ngoài đường phải mang giày, mang dép. Đi chân không, đạp đinh, mắc công ta tốn thuốc. Quý vị nghe rõ chưa? Phải thương nó chút. Number 4, điểm thứ 4. Điểm thứ 5 là gì? Điểm thứ 5 là lại kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa quý vị biết không? Tụng. Bây giờ quý vị lại kinh Pháp Hoa, có biết lại kinh Pháp Hoa chưa? Lại kinh Pháp Hoa là mỗi chữ mỗi lại, mà lại một cách chân thành. Quý vị lại hết bộ kinh, hay là lại 6 tháng là quý vị sẽ thấy. Thôi bữa nay không có thời giờ. 5 điểm. 5 điểm này, 2 điểm đầu rất là quan trọng. 2 điểm đầu là của ông Phật nói, còn 3 điểm sau là của ông thầy Huyền Diệu nói. Nói cho rõ. Thầy không thích lẫn lộn. 3 điểm sau mà quý vị thấy không ít lại đó, dục vô thùng rác. Còn 2 điểm đầu quý vị thực hành sẽ có kết quả. Bây giờ rõ ràng chưa? Đó. Mình tu, tôi nói thật sự với quý vị, có nhiều người mà tu pháp môn nào, tu cái gia đình đang hạnh phúc, đi theo cái ông thầy đó tu về gia đình chia tay, rồi gây lộn, rồi nói xấu với nhau. Cái này là wrong. Quý vị từ bi phải có trí tuệ. Bây giờ nói thiệt quý vị, thầy thì mới gặp thầy Thiện Xuân, không biết lần này lần thứ mấy. Lần thứ nhất. Nhưng mà thầy thấy, nhìn cái ông này là biết, thấy ông cười là ok. Có một cái là thầy đón thầy long trọng, thầy cũng không thích. Thầy thích một cái người tu rất là đơn giản, không có đóng kịch. Thầy nói thật sự quý vị đó, nói ra đụng chạm. Cái người tu là mình phải sống thật với mình, đói đói thương thương, nói rõ ràng.
Có nhiều vị đó gặp Phật tử liêm diêm và đi dít dít vậy nè, nhưng mà không có, mình cũng chạy quá trời anh. Rồi nói Phật tử, gặp Phật tử ơi, Phật tử người ta đang đau khổ, người ta đang đối đáp làm sao cho người ta được hạnh phúc an vui. Nói người tu vậy đó, này các Phật tử ơi, mang cái kiến đen, cuộc đời là đau khổ, là vô thường thế này thế nọ, về có mấy cái nhà bán hết đưa cho sư phụ xài cho. Vậy mà cũng có nhiều người theo. This is a really I'm unhappy. Thầy nói thật chứ quý vị vậy đó. Chứ biểu người ta bỏ mà mình chưa hốt vô hoài thì làm sao mà chịu nói. Ông Phật ông ngồi tới ông giận, ông trách cái ông quánh cho một trận. Quý vị thấy không? Cho nên đó, thầy thích là quý vị, thầy thích nhất là Đức Phật là con người thành thật. Cho nên ngài mới đắc đạo. Chứ không thầy thầy cũng bye bye ông rồi. Đó quý vị thấy như thầy Thiện Sưng đấy, sau khi mà hồi nãy trong cái đoàn quý vị trong này có người mà nói thầy đó đi qua bển 90 lần mà không bao giờ gặp, vì thầy bận không có gặp. Nhưng mà bữa nay đúng duyên thầy đến thầy trình diện quý vị, mà muốn vậy đó phải cảm ơn thầy Thiện Sưng à, rất là nhạy bén. Mà chúng ta phải cần những vị thầy trẻ mà phải thành tâm thành thật thì cái đạo Phật đất nước này mới lên. Còn không á là xin thưa quý vị không thể giải thích được. Cho nên á, ngay cả mấy ông nhà nước Việt Nam này đó, mấy năm nay bắt đầu hơi có cảm tình với cái ông Quyền Diệu này, chứ hồi trước ghét thầy Quyền Diệu này lắm. Bởi vì sao? Vì thầy cất cái chùa bên đất Phật 20 năm cất xong rồi đó, mấy ông nội bà nội về khám phá thầy. Thấy không? Cho phái đoàn Bộ Ngoại giao qua mời thầy về, thầy không về. Ai cũng trách thầy, nghĩ là thầy chắc thầy giận, thầy ghét mấy ông này. Thầy có ghét ai đó, chúng sanh thầy thương giống đều nhau. Nhưng mà thầy không thích ai trân trọng thầy. Tới khi mà thầy xin visa về đó thì mấy ông nhà nước đại sứ chất vấn thầy, hỏi tại sao nhà nước trân trọng mời thầy mà thầy không về, mua vé máy bay thầy không về. Thầy nói cuộc đời của tôi không thích ai trân trọng tôi. Mấy anh mà trân trọng thầy, bây giờ mai mốt mấy anh nhờ những chuyện gì không thầy không làm mất công gây lộn lắm à. Để thầy đi dạy học, thầy đi làm mướn, thầy có tiền thầy ra thầy mua vé máy bay thầy về, vô khách sạn ở lo công việc xong về, vui thì về giúp, còn không thì bye bye. Quý vị thấy sướng chưa? Cho nên họ bực thầy lắm, nhưng mà mời thầy về thầy không tham dự là bởi vì cái lý do cũng như Phật tử quý thầy, quý vị ráng tu rồi quý vị có cái phước, quý vị làm phước thầy có phước, chứ còn mà hầu hạ thầy không thích. Bởi vì á quý vị hầu hạ cúng thầy mà thầy thọ dụng mà thầy không tu, mai mốt thầy đào thai để làm con phục vụ lại mệt không? À, không. Cho nên nó bởi nó thầy có rất nhiều đệ tử mà không bao giờ thích đệ tử hầu hạ thầy. Bởi vì bây giờ nó hầu hạ mình, mai mốt mình mà tu không xong mình hầu hạ nó lại mệt lắm. Mà thầy đã bị rồi, thầy đã bị trả quả báo rồi. Hay là bây giờ thôi thế này nè, đệ tử bữa nào nó bây giờ nó thương mình thì nó nấu, bữa nào mà nó thương thì nó nấu thiệt ngon, bữa nào buồn bỏ muối mệt lắm. Phải không ạ? Thôi tôi nấu tôi tự ăn. Cho nên ở bên này thầy nói rất nhiều vị, mà thầy nói quý vị hồi nãy có bàn với thầy Thượng Sưng đó, nếu Phật giáo lãnh đạo Phật giáo mà lãnh đạo Phật giáo mấy thầy mấy cô mà không có một cái thái độ đổi đó là đạo Phật mình không bao giờ lên. Có những vị thầy đó tốt học 2-3 bằng tiến sĩ đi sang Mỹ gặp mấy ông nội bà nội nó giàu, nó bỏ 3-4 triệu đô la nó mua cái chùa, nó vô nó nói không xong nó đuổi ông thầy ra khỏi chùa, nó lấy cái chùa nó bán cho nhà thờ. Cái này là do mình. Cũng như thầy, có nhiều vị thầy nổi tiếng đệ tử thương lắm, chứ mỗi một lần gặp sư phụ đó, làm cho sư phụ một ly chè mà 3-4 chục đệ tử mà không ăn thì nó buồn, ăn riết thành ra bị đái đường. Cái này là thầy hại trò, trò hỏi thầy.
mà đệ tử vô chùa làm bậy, thầy không dám nói. Bị vì nói sao? Nói nó không cúng tiền, tiền đâu trả tiền điện. Cái này là cái chết. Cho nên hồi nãy vô, thầy hỏi mấy người kia, nói thầy thường xưng trồng bông đồ đó, đó để bán. Cái này thầy, nếu thích thầy hợp tác. Để mai mốt đệ tử nó giận mình vẫn còn sống. Thấy chưa? Quý vị thấy phức tạp lắm. Còn Phật tử gặp thầy, nói thẳng, không có nói lộn xộn như đó. Giàu có gì giống, đối xử giống nhau. Cho nên quý vị ở bên Việt Nam mình nó có mấy cái anh mà kêu bằng đại gia qua bển đó. Thầy đối xử với nhau họ không happy. Kể mày happy, cơm mày mày ăn, cơm ta tao ăn. Phải không? Bởi vì những người đó là mình phải đón tiếp. Nhưng mà thầy đón tiếp như vậy đó, thầy phải đón tiếp tất cả giống nhau mà thầy không có thời giờ. Mà tái lại những người càng nghèo thầy càng đón tiếp trân trọng hơn. À, càng nghèo càng đón tiếp trân trọng, vì mình mới nâng đỡ nó lên. Phải không? Còn mà nó giàu có nó không khác là nó nịnh đó. Mà quý vị biết không, mình chỉ theo Đức Phật. Thầy nói quý vị theo Đức Phật là ok. Đức Phật vua chúa tới ngài, ngài ít nào khi đến tới vua chúa đó. Đó, cũng như bây giờ đó là mấy ông nhà nước này bắt đầu hơi có cảm tình, mà không biết có cảm tình thiệt không đó. Nhưng mà thầy không có nói chuyện đó. Có nhiều người qua cúng thầy nói là thương thầy, phải làm tốt cho dân tộc và đất nước Việt Nam, đó là thương thầy. Còn riêng thầy là xin đừng cúng. Mà hỏi sao vậy? Thầy nói của vua thua của Phật. Tao cho tụi bay chứ sao tụi bay cho tao? Phải không? Bên bằng chứng là thầy cất xong cái chùa rồi người ta. Mà thầy nói quy thầy cất xong rồi đó, cái chùa mình cất nay gần trên 30 năm rồi, người ta mới bắt đầu biết. Mà bắt đầu biết thầy cũng có một vấn đề. Có người đó đồn ra đủ thứ chuyện là thầy quyền diệu có phép này. Cái quan trọng là đến Đức Phật là chiêm bái Đức Phật, chứ không phải đi đến tập ông quyền diệu. Ông quyền diệu là con người cũng rất là tầm thường, chứ đến nó có người đến tới 9 lần 10 lần mà đợi thầy ngày nào quen nữa, gặp thầy nhìn thầy gì cái này thành mê tín gì đó. Cái quan trọng là tu. Nó thành ra quý vị còn khổ nữa, gặp thầy cái đầu tiên à, thầy mạnh không, cái đến cái yêu cầu thầy cho chụp hình, thành ra tự nhiên thầy thành người mẫu mà người mẫu này không có tiền mới chết. Đây là cái tai nạn từ sáng tới chiều, mệt muốn chết rồi. Thí dụ bây giờ nói chuyện ở chỗ thầy thường xưng xong, nó thầy thoát xe thầy đi khỏe chỗ bên đó mình ở chỗ, mà nhiều khi mệt với từ sáng tới chiều. Thành ra thầy nói bây giờ thầy thường xưng với quý vị đi, quý thầy cầu nguyện bây giờ cái chùa mình tu rồi, chư Phật Long Thần Hộ Pháp Bát Bộ Kim Cang phải bổ nhiệm một cái người đến thế thầy để thầy được ra đi, chứ còn không nó thầy ở cái chùa ở bên đó. Mà đặc biệt là các cái người lãnh đạo cao cấp, thì cuối cùng là thầy chết, thầy thành con ma người mẫu. Thầy ra đâu tu, phải không? Cho nên quý vị, quý thầy, quý vị cố gắng tu. À, bây giờ gần hết giờ chưa? Thầy. Dạ bạch Hòa Thượng, nếu mà Hòa Thượng nhìn tới cái giờ, nghĩa là Hòa Thượng cũng đã cho chúng con được phép hỏi để Hòa Thượng trả lời cho nó xác đáng. Rồi. Với những câu hỏi Hòa Thượng, như Hòa Thượng gợi ý cho chúng con là tu làm sao cho nó mau giàu. Quý Phật tử đồng ý không? Rồi. Dạ, con cũng vậy bạch Hòa Thượng. Con không biết tu làm sao để mau các cái chùa linh thú. Rồi. Giống như cái chùa Việt Nam Phật Quốc Tự ở Ấn Độ. Cho ông thầy này ông hỏi câu hỏi cho ông tràng pháo tay à, thầy nói quý vị á, bây giờ làm hỏi thầy về làm thánh làm Phật á, thầy còn do dự, chứ mà hỏi thầy làm giàu không khó. Mà giàu của thầy là phải giàu thành công và hạnh phúc, giàu có về vật chất, về tâm linh. Vì khi mình nghèo, we are poor, we cannot give. Thầy nói quý vị á, khi chúng ta nghèo mình không có cho được ai đó. Không biết tiếng Việt mình ở ngoài, ngoài trong Nam ta nói, nếu mà cho mình nghèo đó mà mình cho bằng cái miệng. Phải vậy chưa? Cho cái miệng đó, tao sẽ cho mình nhưng mà không đưa tiền sao ta sống. Còn ở ngoài Bắc ta là cho cái mồm đấy. Thấy không? Cho nên nói quý vị tu theo pháp môn thầy là phải giàu có, mà giàu chân chánh đó, chứ không phải giàu đi ăn cúp lường gạt người ta. Mà bảo đảm, riêng cái Việt Nam mình đó, có những cái chùa bên đây nghèo vô cùng,
Mấy thầy đi qua lặn lội qua gặp thầy bến đó, thầy cho một đồng bạc về, bây giờ cất xong hết. Mà giờ mà thầy sư cặn lát thầy cho 2 đồng. Bảo đảm. Vậy là con xây 2 chùa. Bảo đảm. Bây giờ đó, nhưng mà cái này bữa nay đó, quý vị phải hứa với thầy. Thầy bỏ trên 42 năm 6 tháng để nghiên cứu chỉ một cái đề tài này không, mà thầy mới tìm được có mấy năm nay thôi. Mà thầy đã nói rồi, nếu mà dạy tu đó, dạy đạo đó là thầy dạy miễn phí, free. Nhưng mà dạy làm giàu là phải trả tiền. Dạy làm giàu là phải trả tiền. Không mà từ hôm nay đó, từ mấy năm nay là thầy có tiền cũng nhờ dạy cái phương pháp này. Ông thầy này tử tế thiệt á. Chưa học mà ông trả tiền trước. Nhưng mà dạ, không biết ông thầy có tiền không? Nghi ngờ. Có. Xong phẳng. Dạ. Khoan, quý vị ngồi đó. Thầy nói nhân con, tại vì cái câu này là thầy hỏi hòa thượng. Cho nên là thầy hỏi hòa thượng làm sao để có cái phương pháp nào để con xây được cái chùa tu viện linh thú giống như Việt Nam Phật Quốc tự. Dư sức, thầy còn xây còn lớn hơn bên đó nữa. Vì vậy cho nên hòa thượng mới nói là giải đạo là miễn phí, nhưng mà dạy làm giàu phải trả tiền. Thì mình phải trả, hòa thượng mới dạy. Đúng không? Rồi. Bây giờ thầy hứa ở đây á, quý vị nào là doanh nhân đi buôn bán, nói tiếng như tiếng bây giờ mới là doanh nhân, tiếng người mà sống về buôn bán không có đi làm công cho người ta, đưa tay thầy coi. Ít quá phải không? Thôi được. Bây giờ đó, xin thưa quý vị muốn giàu có, đầu tiên là gì? Đầu tiên là phải tin nhân quả. Most important. Điểm thứ hai là quý vị phải có the right vision. Điểm thứ hai là phải có tầm nhìn trúng. Muốn làm một cái việc gì phải có một tầm nhìn trúng. Tức là được 2% rồi. Tầm nhìn trúng chưa có là quý vị phải có chữ tính. Làm ăn buôn bán hay sống cuộc đời muốn được tốt đẹp là phải có chữ tính với nhau. Mượn tiền người ta nhớ trả đúng giờ đúng khắc. Mai mốt mình có thiếu mượn lại nó cho. Điểm thứ hai, thứ ba phải không? Điểm kế nữa là gì? Phải có chữ tâm. Khi quý vị làm cái gì hết tâm, hết lòng là sẽ thành công. Đó, đây là cái bí mật nha. Nhưng mà bữa nay đó, riêng cái đạo tràng quý vị mà nghe cái này không á, hồi nãy giờ giáo lý thì đừng nói, nhưng mà cái bí mật mà làm giàu phải giấu. Bởi vì nói nó không đến, nó học thầy thiền đâu, thầy sốc. Phải không ạ? Rõ ràng. Phải có chữ tâm. Ở đây nè, tin nhân quả nè, chữ tính nè, rồi chữ tâm. Tâm là tâm nhìn đó. Rồi 4 cái rồi phải không? Nè, không. Đầu tiên là tin nhân quả, đến là chữ tầm nhìn đúng, rồi chữ tin, rồi cái chữ tâm, là 4 cái rồi. 4 cái này là quý vị thành công, nhưng mà chưa trọn vẹn. Quý vị đi tới cái chữ 5 của thầy là phải có trí tuệ. Tiền bạc. Money. You can build a house, not home. Tiền bạc có thể cất những cái tòa nhà lớn, nhưng mà chưa chắc một cái hạnh phúc gia đình. The money you can buy medicine. Quý vị có tiền bạc, quý vị có thể mua rất nhiều loại thuốc, nhưng mà chưa chắc có sức khỏe. Quý vị hiểu ra chưa? Thành ra quý vị phải có cái trí tuệ. Mà có tiền mình phải biết sử dụng, biết làm phước. Cho nên bây giờ thôi, bây giờ nói tóm lại, đây là cái mật pháp thầy nghiên cứu. Quý vị mà đi làm mướn hay là đi làm doanh nghiệp, quý vị lời 100 đồng bạc, xin quý vị để 30 đồng một bên. 30 đồng đó làm gì? 30 đồng đó phụng dưỡng mẹ cha và đi làm phước. Làm phước rồi có để cúng chùa làm chuyện phước đức. Còn 30 đồng là mình xài, 30 đồng mình để dành, hay là mình đầu tư vào cái công ty của mình. Còn 10% đó để đi du lịch, hay là thầy gọi là du hí thần thông. Không bao giờ nghèo. Và thầy nói quý vị, thầy
nghiên cứu trên 40 năm tại sao những người giàu trên thế giới rồi là nghèo, mà thầy chứng minh đàng hoàng, thầy chứng minh đàng hoàng tại sao nó nghèo. Cũng như kỳ rồi ở đây đó, có một cái người mà đại danh gia mà thốt lên cái lời mà mấy bữa nay đi người ta hỏi anh nói có tiền nhiều làm gì. Thầy mà đứng gần anh này, thầy nói có tôi mà có tiền nhiều là tôi làm bao nhiêu là chuyện phước đức. Phải vậy chứ? Quý vị nè, cúng cho thầy thiền sư một ít, rồi cúng mấy cái mấy người nghèo, lập những cái hospital, thấy chưa? Và tôi nói cho quý vị đó, chính những người mà thất bại bây giờ nó đến nó học thầy mà thầy lấy tiền thật mắc. Bây giờ thôi thầy chứng minh về khoa học, bây giờ chứng minh về khoa học nè. Tại sao những người giàu lại là nghèo? Là bởi vì nó không tin nhân quả và nó chống lại cái luật của vũ trụ đó, chứ hốt vô không cho ra. Cũng như quý vị đi ăn, quý vị ăn uống một tuần lễ mà quý vị không đi toilet cái gì nó xảy ra, nó nổ. Thấy chưa? Thế giới hiện nay đau khổ là vì rất nhiều chứ hốt vô không cho ra, cho nên khổ. Cái này là cái bí mật đó. Quý vị, thí dụ quý vị đi làm công, một tháng có 100 đồng, xin quý vị để 30 đồng ra lo lắng mẹ cha, làm phước. Thí dụ 30 đồng đó, 20 đồng cho cha mẹ, còn 10 đồng đó, coi ông thầy nào mà có tâm như thầy Thiện Sưng đến đóng góp. Okay. Bây giờ thôi, cái câu này tôi hỏi thầy Thiện Sưng, với mấy thầy có trình độ đại học, mà thầy, cho nên cho thầy nói cho quý vị nghe đó, tất cả những đệ tử thầy đó, đứa nào mà đệ tử thầy mà một thời gian mà nó nghèo, thầy kêu đến thầy chửi, và kỳ hạn mấy năm mà bị nghèo nó là đuổi, không cho làm đệ tử. Và thầy đi vào trong mấy cái làng mà thấy Phật tử nghèo, nước mắt thầy rớt ra, nói thật chứ quý. Cho nên thầy không có thích sử dụng của tiền Phật tử, bởi vì thầy có rồi thầy sử dụng cái gì, phải không? Cho nên bây giờ hỏi thầy Thiện Sưng là thầy là có trình độ đại học á, trên thế giới này có rất nhiều tôn giáo, hay là luôn với quý vị đi, nhưng mà có một cái tôn giáo đó không có một người đệ tử nào nghèo, tất cả đều giàu hết. Là tôn giáo nào mà hiện nay đó, đâu thầy trả lời có trúng không? Tôn giáo nào trên thế giới này? Dạ bạch hòa thượng, con thì chính xác thì con không có dám nói, nhưng mà sớm xác có câu trả lời rồi. Mình nói mình phải chặn lại chứ, mình nói chính xác là chết luôn. Dạ bạch hòa thượng, trên thế giới thì rất là nhiều tôn giáo mà con đâu có thời gian đâu, con nghiên cứu Phật giáo cho nó sâu, cho nên là và rộng thì con chưa có nghiên cứu các tôn giáo khác. Nhưng hòa thượng nói là có một cái tôn giáo là tất cả đệ tử của tôn giáo đó đều giàu hết, chứ không có ai nghèo hết. Đúng, vật chất và tâm linh. Vật chất và tâm linh thì con chỉ nói đệ tử Phật là giàu nhất, chứ không có ai. Ông thầy này ông khôn lắm, trả lời quầy dốt. Không, đệ tử Phật mình, thầy nói cho quý vị, thầy đi trên cái vùng Hy Mã Lạp Sơn, có ngay cả Việt Nam này có những người thiệt nghèo. Cho nên thầy nói đây là cái trách nhiệm của những người lãnh đạo mà thầy đang học cái phương pháp đó. Và thầy mong rằng tất cả quý vị mà nghe được thầy là quý vị sẽ không bao giờ quý vị nghèo, giống như phương pháp đó. Mà tôi nói với thầy đó, bây giờ cái thầy ở đây, thầy lập cái trường rồi thầy về, và đặc biệt là thầy quy tụ những doanh nhân mà thất bại đến chỉ họ làm giàu, và những người Phật tử mà nghèo mà không có tiền mình cho học miễn phí sẽ giàu, bảo đảm quý vị, quý vị sẽ ngạc nhiên luôn. Trong cuộc đời của mình đó quý vị, mà mình thường nói có hai loại đắng: Hoàng Liên đắng, nghèo. Ở đây không biết có vị có bị nghèo chưa? Thầy đã từng nghèo trong cuộc đời của thầy rồi, đau khổ lắm quý vị. Đi ra nó, con chó nó không chó nó, nó khinh mình như vậy đó. Nói thật quý vị, thành ra quý vị bây giờ cái quan điểm của mình, của thầy, giàu của mình không phải là vật chất không, mà giàu về chất và tâm linh. Còn không đó, là mình đau khổ. Cho nên thầy có cái mật pháp, thầy đây cái mật pháp này muốn chia sẻ cho thầy Thiện Sưng phải lưu ý.
thầy mà ghét ai, muốn đuổi ai, muốn ghét ai, thầy có cái mật pháp muốn học cái này không? Dạ, hòa thượng dạy hết đi mà. Thầy muốn mà ghét ai và đuổi ai, chứ mỗi lần gặp nó là mình chỉ xin tiền và mượn tiền. Trốn nó chạy hết á. Ở bên này có mấy cái người mà danh nhân mà nổi tiếng đó, nó, thầy đi đâu nó chứ đi kè kè thầy hoài. Bữa đó thầy ghét quá, thầy kêu mỗi đứa lợi mượn triệu đô la, thế là nó trốn luôn. Tới 5 năm sau, 5 năm sau nó quay trở lại, nó lại thầy, nó hỏi nó giờ bơ con biết cái này thầy muốn đuổi tụi con. Quý vị thấy không? Đau khổ lắm. Cho nên quý vị mà Phật tử mà cúng thầy gì, thầy đã thấy một người Phật tử bán một bó rau muống lời có 200 đồng bạc Việt Nam thôi, mà mình ăn một cái bữa sáng như vậy là phải mấy cả gần ngàn bó rau muống, làm sao mà ăn cho được. Cho nên quý vị thấy thầy năm nay là 74 tuổi rồi mà vẫn thích đi làm mướn. Mong rằng thầy Thiện Sưng bên đây lập một cái công ty gì đó, cần thầy về thầy làm mướn cho. Mà phải lương. Không mà quên nữa, tôi nói cho quý vị nghe bữa nay á, thôi để thông báo luôn cái này. Thầy có đi qua bên Úc á, bên Úc thì có hai vợ chồng đó, thôi thầy nói tên luôn, Minh Sơn Diệu Thủy, là nó conflict. Quý vị, cái nước Úc là cái nước da trắng mà cái người mình qua bển nó nghèo, rồi gây lộn, rồi nó gặp thầy, cái thầy khuyến khích nó học tốt nghiệp bác sĩ xong, rồi có nuôi một cái đứa con lúc đó là nó đang học trung học. Rồi thầy nói chuyện đó là, rồi cái xong hai đứa nó lại kinh Pháp Hoa, nó lại kinh Pháp Hoa, nó sống hạnh phúc. Rồi thầy còn hứa thêm một cái điểm nữa, thầy nói bây giờ thầy không hứa, nhưng mà con có con của con đó, bây giờ cố gắng cho nó học tới Master, thì thầy sẽ có món quà tặng cho nó. Thì mới tuần rồi đây, con nó đậu xong Master, rồi con nó lấy chồng, dẫn qua bên cái chỗ thầy đó, là thầy giữ lời hứa được, thầy mừng lắm. Là thầy muốn có một chiếc máy bay chở nó bay trên ngọn Everest, mừng lắm. Rồi luôn, quý vị thấy không? Rồi hai cái đứa mà đệ tử thầy nó tốt nghiệp bác sĩ đó, nó qua bên đó rồi nó làm những chuyện từ thiện, nó đem thuốc từ bên Úc qua, nó giúp cho người nghèo. Rồi tự nhiên qua bên đó nó mua cái khách sạn 5 sao tuyệt vời ở trên ngọn núi Tiết. Thành ra thầy Thiện Sưng một lát để cái địa chỉ, thầy là những người đóng góp cho Phật giáo, thầy sẽ mời nó, thầy qua ở bên đó miễn phí mấy ngày. Và nếu được thầy Thiện Sưng phát nguyện lại kinh Pháp Hoa và tụng 180 câu Phổ Môn, tôi nghĩ rằng muốn nguyên một chiếc máy bay từ đây bay thẳng qua bên đó lên núi Tuyết, rồi xuống chỗ Lâm Thị Ni Lại Phật, rồi tu vài hôm rồi cái bay về. Thấy không? Quý vị thấy, cũng như hồi xưa ai mà có nghĩ từ Việt Nam có một chiếc máy bay bay thẳng qua đất Phật, mà thầy là cái người dám tiên đó, cũng như cái bà mà cái gì đó, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, phải không ạ? Bà đi sang bên đó, thầy tác động bên đó tặng cho đất nước Việt Nam 3 cái giường xá lợi, thì bà tính đem về, thầy nói không được, người ta tặng cho chị cái tượng Phật Ngọc thì chị được đem, nhưng mà riêng xá lợi này về Việt Nam chị phải thu xếp làm sao có một doanh nhân nào mướn nguyên một chiếc máy bay sáng bay từ Việt Nam trưa tới quốc Phật rồi thỉnh đi về. Là từ đó bây giờ quý vị hàng năm có khoảng mấy chục chiếc chuyến bay bay thẳng từ đây qua bên đó. Và tôi mong rằng ngày hôm nay mà lợi cái tu viện linh thú này đó, thì trong tương lai cầu nguyện làm sao thầy được thuận duyên gặp những người tốt. Sắm thì chưa nói chắc, mướn một chiếc máy bay chở hết đạo tràng này sang bên đó. Và ở tu cái chỗ An Việt Nam Phật Quốc Tự ít nhất là một tuần. Đó, quý vị bây giờ về đó, với thầy phát tâm lại kinh Pháp Hoa đi, rồi mỗi người tụng 108, ước mơ những cái điều đó quý vị sẽ thấy hiện thực. Và nếu mà làm như vậy là đạo tràng của mình đây là một đạo tràng duy nhất đầu tiên bay thẳng qua đất Phật, phải vậy chưa? Nó mâu nhiễm. Hồi xưa thầy Đường Tăng đi tới 6 năm, bây giờ quý vị đi có 2-3 tiếng rưỡi thôi, bay thẳng qua đó. Thì
Đạo tràng mình bữa nay hôm nay là mấy trăm người, vậy thầy mướn nguyên một chiếc Boeing chắc đủ rồi. À, cái này Boeing 777 quá. Được, tại, được, được. Tại con thấy như đây mà Bạch Hòa Thượng, khi chưa có máy bay thì có nhiêu đây, có máy bay gấp đôi. Tại còn ngồi sao á. Không, không, cái đó là mình phải chia thành hai ba nhóm, nhóm trước nhóm sau. Phật pháp nhiệm màu, tôi nói thật với quý vị á, thầy cất cái chùa ở bên đó đó có 50 bạc thôi, nhưng mà thành công. Mà cái hay nữa là thầy rất là tin Phật, nhưng mà thỉnh thoảng ông Phật ông thử mình cũng phải thử lại. À, bởi vì thầy đâu có hứa các chùa, thầy nói quý vị thầy làm cái gì chứ thầy không hứa các chùa. Bởi vì thầy có mấy người bạn, ông cất xong cái chùa là cái đầu ông bạc, hai hàm răng ông rụng. Mà thầy xin thân thức cái chùa này là 10 năm phải không? Mà sức khỏe thầy còn tốt và ok đó. Có nhiều vị đó quý vị, ông thầy ông cất cái chùa lên ông ngủng cầu đeo. À, tức là ông thầy này có tu đó. Cho nên thầy không có hứa các chùa, nhưng mà khi mà cái duyên đưa tới đó, thầy có hứa đàng hoàng, nó con nó không có đụng vô cái tiền Phật tử cúng, mà cái tiền mà con đóng góp vô. Và không biết quý vị, nó hay lắm, thầy tập trung hết, thầy cắt đúc được có cái nửa chánh điện, 6 tháng không có một đồng bạc. Mà nếu mà mở miệng ra là Phật tử gửi, chắc chắn ít nhiều gì cũng gửi nha. Nhưng mà thầy không gửi, thầy mới thắp 3 cây hương, thầy lên cái chỗ chánh điện các lợi vợ, thầy khấn 4 hướng, thầy nói con đã thưa với ngài rồi, con hứa là con không có đụng vô cái tiền của Đàn Na Tín Thí, rồi con cũng đóng góp, nhưng không biết lý do gì tới đây hết tiền, thành ra con xin các ngài phải thu xếp gấp gửi tiền qua để con hoàn tất, còn nếu mà để lâu con bỏ ráng chịu. Không mà thầy bỏ thiệt, bởi vì thầy đâu có hứa, mình có hứa mình mới giữ lời hứa, còn nay mình không có hứa. Xin thưa thứ vị, nói vừa xong là 7 ngày sau là tiền gửi tứ tấp đến, vừa cắt xong hết tiền. Quý vị thấy linh thiêng chưa? Và cái chùa bên đó đó quý vị, bây giờ là thầy nói cái này thầy Thiện Thuận cẩn thận. Cái chùa bên đó chưa cắt á thì rất là êm đềm, cái chùa mình mà cắt xong rồi đó là rất nhiều nhóm muốn vô cướp chùa, đập chùa, phá chùa, nhưng mà tất cả đều thất bại. Cái chuyện này nó hấp dẫn mà thầy kể với không thể tưởng tượng được. Đó, thành ra thầy á, bây giờ cái chùa thầy nó vậy đó, chứ mai mốt mà cất lớn lên á, lạng hoạn á, mà không khéo thầy không có đủ đức vô, nó ám sát thầy luôn á. Người ta nói là Mỹ tự ố tăng, thấy không? Nó thành ra ở đây thầy có tự nấu cơm ăn không? À, vậy thôi ok, để đệ tử nó nấu riết, nó nấu luôn thầy á. Đó, thầy đó quý vị, nhiều Phật tử lạ lắm, nó đến chùa nó không lo tu, nó chứ lo nấu cơm, nó nấu riết rồi nấu luôn thầy, rồi nó giặt đồ cho thầy, ít bữa nó giặt luôn thầy, rồi thầy giặt lại nó, còn đâu tu. Không, giờ tôi ủng hộ thầy, tôi đồng ý, nghĩa là không phải mình khinh, không có, tôi thầy nói bên quý vị đó phức tạp lắm nha. Cũng như đó quý vị, có những người mà đi qua bên chùa mình cúng một lần mấy triệu đó thầy không lấy, nếu mà thầy lấy là cái chùa mình giờ nó cúp mất rồi đó. Thầy Thiện Sư nhớ mà cái cẩn thận cái này ghê lắm quý vị ơi, nhưng mà các ngài đánh văn hết. Mà cái chuyện này đó, nếu mà thầy còn sống mà có dịp trở lại, thầy sẽ kể quý vị. Thiên võng khôi khôi sư nhi bất lậu, quý vị, thầy có nuôi cái thằng đệ tử 10 năm thấy không? Cái chuyện này gần hết giờ chưa? Thầy nói quý vị, thầy có nuôi cái thằng mà ôi, không có gì mà qua lượng đất Phật. Thầy xa Việt Nam mấy chục năm, thầy có biết đâu bên này đó. Thì ở bên này có cái anh là, quý vị có biết cái nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã không? Nổi tiếng. Thì cái ông Nguyễn Văn Nhã này đem cái ông mà tu sĩ đó, không biết thầy có nên nói tên không? Thôi hả? Thôi thầy đặt tên đi. Ông này đó đem qua nhà Nguyễn Văn Nhã, nói ông này thôi
ND thôi vậy được rồi. À, ông đem qua thì thầy thấy rất là một cái người tu sĩ rất là năng động, trẻ đẹp. Đẹp thì đẹp, chắc mình đẹp thầy nói cái tâm rồi chứ còn ngoài sao không ok. Thầy thương nuôi xong rồi thầy đi làm mướn, thầy gửi đi qua Trung Quốc học. Mà bây giờ thầy mỗi ngày mỗi già rồi, mà cái nguyện của thầy là cất xong cái chùa là thầy phải ra đi. Thầy ở đó là thầy làm người mẫu, thầy không có tu được. Nhưng mà thầy biết giao ai bây giờ, cho nên thầy chú trọng ông này, nung đúc ông nghe không? Mà giấy tờ chùa đó là thầy xếp trong cái hồ sơ đó giao cho ông. 3 tháng sau là giao, là 100 điểm thầy cho tới 90 điểm, nghĩa là thầy cho chấm 90 điểm đó. Thầy thương ông đến nỗi mà những cái người xung quanh thầy đó ganh tị, nói cái ông này là con rơi của thầy. Nói là con rơi của thầy, nhưng mà thầy không có sợ, vì sự thật là sự thật. Nhưng mà trong bụng thầy cũng vui, thầy nói con rơi của thầy nó cũng đẹp chứ đâu mà xấu dữ vậy. Chắc là quý vị thấy đó, cái răng nó thì hô rồi nè, mà nó đi kiểu này, mà thầy đâu có phải là cái người mà xấu. Thầy nó đẻ thằng con cũng ngon lành, mà nó nói xấu thầy không còn tưởng tượng, thầy làm thinh. Nhưng mà thầy chấm là con người, có thể nói là 99% ai cũng khen là thầy huyền diệu tuyệt vời. Có một ông đệ tử không thể nói tiếng Anh như người Anh, nói tiếng Tàu như người Tàu, nói tiếng Pháp cũng chút chút, nói tiếng Ấn Độ luôn. Thì thầy nghĩ ở một cái khu vực quốc tế, một người tăng trẻ mà có tài năng như vậy thì đâu có phải dễ tìm. Thầy đến thầy lại Phật lại Tổ, thầy nói bây giờ bạch ngài, con cho 90 điểm, còn 10 điểm là con giao các ngài cho. Quý vị thấy cũng tham, đúng là mình 50, Đức Phật 50, mà thầy dám can đảm cho 90 điểm. Thấy không? Mà đến chỗ ông hộ pháp là cái này là cái mật pháp. Con cho 90 điểm, còn 10 điểm là ngài cho, nếu mà trật là ngài chịu trách nhiệm. Thế sao? Quý vị thấy chứ thầy cũng thôn lắm. Thì sau đó là quý vị tự nhiên là trước khi cái ngày mà lễ mà cái lễ mà không bao giờ làm thầy buồn, cái lễ mà lễ hoằng nguyện đó, thì tự nhiên là ông tổ chức đập chùa. Quý vị thấy chưa? Thầy là tưởng ông đập chùa, thầy tưởng là cái người mà nó Diệu Hoàng đó, bữa nay rất tiếc là Diệu Hoàng nó không có đi đó. Diệu Hoàng này nó là một cái người phụ nữ, mà nó là cái người nữ mà cái tánh là người đàn ông. Mà cái ông này đó là ngưỡng mộ con Diệu Hoàng giống như là thần tượng, cho nên suối con Diệu Hoàng nó đập chùa. Thầy về thầy tá quả hết. Thì lúc đó đó thầy quý vị, thầy nó có thể đập được, tại sao nó dám đập những cái lời dạy của Đức Phật? Thì như vậy là con người ấy sinh valueless. Thầy giận lắm, thầy mới đem xe về. Mà mấy người nói chưa bao giờ mà thấy thầy huyền diệu, ổng nổi Bồ Đề Gai vậy đó. Quý vị thấy không? Một cái chùa bao nhiêu là xương máu Phật tử thầy đóng góp xây dựng cái ngôi chùa, bây giờ vô nó tính âm mưu nó đập cái chùa thì làm sao chịu được? Thầy mới điện thoại về anh Nguyễn Văn Nhã. Nguyễn Văn Nhã đó, bây giờ Nguyễn Văn Nhã dẫn qua thầy. Thầy mới hỏi, này anh Nhã, tại sao anh lại dẫn một cái người qua để mà đập chùa tôi? Biết ông Nhã không trả lời à? Ông Nhã ông nói trả lời, thưa thầy thông cảm, bởi vì con dẫn qua nhưng mà ai biểu thầy nhận thầy đáng thầy chịu. Quý vị hay lắm quý vị. Nói chuyện mà xong mà thôi kệ để được rồi. Được, thầy có cái này lát về thầy giặt. Ác lạc. Quý vị biết không? Cái khi mà về bên mình cái khám phá ra ông. Mà anh Nhã này, anh Nhã là một cái người rất là tốt. Rồi cuối cùng thầy hỏi anh Nhã bây giờ giải quyết cách sao? Anh nói bây giờ thầy đưa hai. Một là đưa cái vấn đề này ra đại chúng. Còn hai là đề nghị ông về Việt Nam lãnh chùa. Thế là thầy đưa đề nghị hai là ông về Việt Nam. Mà nghe nói giờ không biết. Đau khổ lắm quý vị, thấy chưa? Cho nên ở trong kinh hay là trong lời xưa ta nói thiên dẫn khôi sơ nhi bất lậu, lưới trời lồng lộng không có thoát được. Cho nên quý vị thấy những người mà lừa đảo lường gạt, đập phá chùa là cuối cùng là trả. Nếu mà không có các ngài thì cái chùa mình giờ nó bán mất rồi, nó đập mất rồi, đồng ý chưa?
Cho nên quý vị linh thiêng lắm, thầy linh thiêng. Rồi sau này có mấy người, đây bữa thôi sẵn đây thầy nói luôn. Đúng ra là bữa nay không có chương trình để nói, nhưng thầy nói cái sự linh thiêng màu nhiệm. Thì ở bên đó đó, thầy tự nấu ăn rồi tự nhiên có một cái hai sư bà. Một sư bà là dắt liên một cái bà mà chắc ở gần đâu thầy, tên là gì, Nhật Thiện. Đem một cái cô con gái 19 tuổi qua yêu cầu làm đệ tử thầy, yêu cầu thầy độ. Thầy nói không, tao mới tu mà tao độ ai? Mà hỏi sao vậy đó, thầy mà không tu, thầy mà độ mày không xong, mai mốt mày độ tao mệt lắm. À thôi, có đệ tử. Mà quý vị thấy không, mà bên đó cái cuối cùng là thầy cho mượn chùa. Thầy nói bây giờ đó, thầy không nhận đệ tử mà không có chứng minh cạo đầu. Nó biểu thầy giá tóc cạo đầu, thầy cũng không giao giáo tôi. Bởi vì mình cạo đầu mình giá tóc nên mai mốt nó bắt mình trồng sao trồng kịp. Thấy vậy chưa? Quý vị biết không, linh thiêng quý vị. Thầy từ chối cho mượn cái chùa. Cái này để chia sẻ thầy Thiện Xuân, mai mốt cái này đó. Thầy rất là may gặp cái ông sư phụ. Ông sư phụ cũng dạy thầy đó, khi muốn giết một nhân tài hay một anh hùng nào đó thì đem một nữ dân vô nhát. Cái chùa mình rất là yên tĩnh, tự nhiên nó đem một cái con nhỏ con gái qua xin làm đệ tử. Nhưng mà tụi này nó bắt mạch lầm. Nó không ngờ cái ông quyền diệu này là con người từng lăn lộn trên thế giới, đi dạy những đại học thế giới, bao nhiêu đệ tử là thứ thượng đẳng, đâu mà cái loại mà Marie Fontaine vậy. Tức lắm. Nhưng mà thầy làm thinh, thầy nói cho mượn chùa. Nhưng mà ở chùa thầy đó là sáng phải 4 giờ rưỡi sáng phải thức dậy tụng kinh, một ngày ít nhất là 3 thời. Cơm nước là tự bay, tao cho mượn tiền tu đó ở. Nhưng mà cơm nước thầy là thầy không có dính giáp về thầy hết. Thì thầy coi, thầy coi mà 3 tháng đầu quý vị nó thức dậy ngon lành đó. Tới chừng quán thứ tư đâu quý vị, mỗi ngày tới 9 giờ nó mới thức dậy. Tức là trong đó thầy mới đi qua thương lượng với thầy Nhật Bản. Ông Nhật Bản cũng như đệ tử thầy Sato. Thì thầy nói bây giờ đệ tử của tôi nó hư lắm, tôi đề nghị là đưa tất cả qua bên đó tu. Thì qua bển, ông mới hỏi thầy bên chùa mình 4 giờ mà chùa ông tới 5 giờ mới thức. Thì bây giờ qua bển ông bắt mỗi buổi sáng phải thức dậy 3 giờ sáng. Quý vị biết không, bên đó tu. Rồi cái bà mà cái, quý vị tôi nói thật sự thầy, cái này là chia sẻ thầy phải cẩn thận. Ở trong đạo nó có nhiều cái nó phức tạp mà nó cũng ác ghê lắm. Nếu mà không có chư Phật Bồ Tát là thầy bây giờ vô tù rồi. Quý vị biết đó. Thì bà mới nói gì, bà nói thầy mà đưa mấy đứa này mà đi qua cái chùa Nhật Bản ở là nó chết. Thầy nói nếu mà đứa nào chết là thầy sẽ mua củi trầm thầy thiêu. Củi trầm là chỉ thiêu Phật thôi. Qua bển nó ở đâu một tháng, tự nhiên quý vị, cái chuyện này nó hấp dẫn mà để cho thấy cái sự linh thiêng màu nhiệm của Đức Phật. Thì cái bữa sáng nó công chuyện xong thì thầy mình có hai cái chùa, thầy qua Bồ Đề Đạo Tràng. Thì cái thằng Minh Tạo đó, chú Minh Tạo là chú là đệ tử của thầy phụ trách. Thì chú coi rồi chú về. Thì sáng đó quý vị biết đó, thì chú chuẩn bị đồ, chú đem đồ, chú đi qua bên Bồ Đề rồi. Mới vừa ra cửa bị 10 con ong nó nhào vô quánh cái đầu nó sưng lên. Cái đầu nó sưng lên thì nó trở lại chùa. Nó chùa thì trong vòng 3-4 giờ sau thì có một cái đoàn từ ở bên này đi sang, đem cái tờ báo sang là con nhỏ này bị bắt cóc đem bán bên Nepal, đăng ở trên báo Đồng Nai. Đó, tôi nói quý vị á, thầy tức lắm. Thầy mới quyết sinh hồi đó Trần Đại Quang còn sống, đưa Trần Đại Quang cái này là phải có nhà nước dính vô trong ngay. Bà anh Trần Đại Quang phải nói là một cái người tướng công an cũng thẳng thắn lắm, cho điều tra tất cả, nếu mà bắt là bắt khoảng 450 người. Mà thầy nói cái chuyện này mà đưa ra đó là Phật giáo mình cũng bị tai tiếng. Và những người mà bị bắt đó không bao giờ ai nuôi vợ nuôi con đó, chính thôi cái thôi, tức là thầy theo Đức Phật thôi, quan hỷ quan hỷ, thế là làm thinh. Quý vị thấy chưa, cái điều mà thầy muốn nói là vô cùng linh thiêng, nhờ chư Phật Bồ Tát gia hộ, chứ không là nó cúp cái chùa mình mất rồi. Quý vị thấy ở đây đó, thầy Thiện Xuân rất là may, có Phật tử này Phật tử nọ vô bảo vệ, còn thầy bến trụ lối. Cho nên bây giờ thầy Thiện Xuân quý thầy, quý vị Phật tử quý thầy, cố gắng tu nguyện tu
và cầu nguyện cho 10 ước mơ của thầy được thành tựu. Bây giờ sức khỏe thầy tốt mà thầy chứ ở đó thầy trụ trì, uống đồng ý chưa, để về Việt Nam gặp nói chuyện ở bên đó từ sáng tới chiều chứ làm người mẫu tu sao tu, linh thiêng lắm quý vị. Quý vị thấy không nè, cướp chùa nè, đập chùa nè, vu khống chùa, không bao giờ làm được. Thành ra đất nước Việt Nam của chúng ta mà còn tới ngày hôm nay là nhờ rất nhiều người có tâm tu, chứ không thôi là nó cũng bị. Cho nên thầy cầu nguyện đất nước Việt Nam mình từ người lãnh đạo tới người dân, quý vị nếu mà được thầy phát và phát động một phong trào có 1 triệu người Việt Nam lại kinh Pháp Hoa là đất nước mình không ai đụng vô được, vì mình có một sức mạnh về tâm linh, đồng ý chưa? A Di Đà Phật. Bây giờ chắc là hết thời giờ. Xin cảm ơn thầy Thượng Sưng. Và ở đây bữa nay là một cái bữa linh thiêng, là thầy mong rằng sẽ đón thầy cũng như tất cả Phật tử quý vị sang chiêm bái và tận mắt thấy cái sự màu nhiệm trong cuộc đời, thấy không? Và mong rằng quý vị sẽ hạnh phúc và giàu có, thấy không? Và làm nhiều điều tốt cho đất nước dân tộc này. A Di Đà Phật. Bây giờ thôi quý vị mệt rồi mà thắc thầy cũng mệt, thôi bây giờ mình hồi hướng ha, rồi bye bye.